Quỳnh Vy kính chào quý vị khán giả của đài Việt Face TV Dallas trên băng tần 55.3. Kính thưa quý vị, Quỳnh Vy đang có mặt tại Chùa Từ Bi thuộc thành phố Arlington, tiểu bang Texas để cùng gửi đến cho quý vị những hình ảnh của ngày Đại hội Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay. Niệm để tưởng trong xót xa cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chiến đấu đỡ trên vùng kinh tế mới. Các chiến sĩ, các quân binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gửi xác thân nơi góc núi ven rừng hay chết thảm thương trong ngục tù Cộng sản. Phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào đã gửi xác thân trên vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông khi vượt biên đi tìm tự do. Xin đốt một nén tâm hương, kính cầu nguyện cầu các anh của quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã tận tiết quên mình hy sinh cho Tổ quốc và chính nghĩa quốc gia dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Thích Hiền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chúng con kính giới thiệu Hòa thượng Huyền Giác, Thủng vụ Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Nguyên Tánh, Trụ trì Chùa Việt Nam, Houston, Texas.
Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Ấn, trú xứ Chùa A Di Đà. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Tấn Quả, trú xứ Chùa A Di Đà. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Pháp Hải, trụ trì Chùa Tứ Ân. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Như, trú xứ Chùa A Di Đà. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Viên Giáo, chánh đại diện miền Quảng Đức, trụ trì Chùa Hồng Ân. Chúng tôi xin kính giới thiệu ông Trương Minh Ẩn, Major of Rotterdam. Ông Andy Nguyễn, Nguyễn Xuân Hùng, Commissioner. Ông Hồ Văn Điền, Chủ tịch Cộng đồng Tarrant County. Ngô Nguyễn Kim Oanh, Phó Chủ tịch Cộng đồng Tarrant County. Bà Thu Nga, đài SDPN. Về hội đoàn gồm có ông Hội trưởng Cảnh sát Quốc gia Đoàn Tống, ông Hội phó Cảnh sát Quốc gia Tinh Nga. Về truyền thông báo chí, chúng tôi thấy có hiện diện đài truyền hình STVN và đài Việt Bay TV 55.3. Chúng tôi xin được nhắc lại là Đức Tân Thống của chúng tôi sau hai mươi mấy, gần 30 năm từ miền Nam, Ngài đã phải thiên di đi về miền Bắc. Hiện tại thì Ngài đang ở miền Bắc. Đồng thời, Ngài cũng không còn chỗ ở miền Nam. Khi cái chỗ địa điểm mà Ngài thường trú mà chúng ta quen biết đó là Ngài ở chùa Thanh Minh Thiền Viện, quận 3, Sài Gòn. Thì Hòa Thượng Thanh Minh là cái chỗ rất là chí tình. Hai vị này, Hòa Thượng Thanh Minh và Hòa Thượng Đệ Ngũ Tân Thống, Hòa Thượng Tích Quảng Độ rất là chí tình với nhau. Có thể nói tiếng Việt mình gọi là bạn nối khố, cái thành ngữ như vậy, để nói lên cái sự thân tình đặc biệt như thế nào. Nhưng cuối cùng ra thì bản thân của Hòa Thượng Thanh Minh đã phải lên tiếng rằng xin Hòa Thượng Thích Quảng Độ chọn nơi khác để ở. Mà nếu nó nói cho nó mạnh đó, tức là Hòa Thượng Thanh Minh chính thức không chấp nhận Hòa Thượng Quảng Độ ở tại Thanh Minh Thiền Viện. Do vậy Hòa Thượng phải ra đi. Trên cái việc ra đi đó, bản thân tôi nghĩ rằng mọi việc rất là an toàn. Nhưng ở chỗ không phải là an toàn của chính bản thân Ngài là chuyện quan trọng, dĩ nhiên chúng ta là coi là quan trọng, nhưng chúng tôi biết rằng cái tấm lòng của Ngài đối với dân tộc, đối với đạo pháp, Ngài không đi tìm cái sự an nguy của chính Ngài. Thậm chí chúng ta biết rằng quá sớm trong sau 1975 đã có nhiều cái tổ chức, nhiều cái chính phủ sẵn sàng để đón nhận, kể cả chính phủ Hoa Kỳ đón nhận Ngài để đi định cư hải ngoại, nhưng Ngài tuyên bố là Ngài không đi đâu hết. Do vậy cái sự an nguy của Ngài ở đây chúng ta muốn nói đến là Ngài có tự do để đi lại, Ngài có tự do để Ngài muốn tiếp gặp ai, Ngài có tự do để ai đến muốn gặp Ngài thì được tự do để gặp Ngài không. Ngài có tự do để Ngài tiếp tục hành đạo với cái vai trò Tân Thống, Đệ Ngũ Tân Thống, lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không, vân vân và vân vân. Điều đó là điều chúng ta là quan trọng cái thứ hai, nhưng Ngài điều đó là điều thứ nhất, chứ không phải là Ngài đi đâu được bình yên, cơm no áo ấm hay không, chỗ ở hay không. Đó là cái sự khó khăn. Như vậy thì cái gì sẽ diễn ra sau chuyến đi của Ngài thì chúng tôi phải chờ đợi tăng nội các của Viện Hóa Đạo sẽ, theo chỗ chúng tôi biết, sẽ họp lại bàn thảo một cách kỹ lưỡng để công bố lên một cái tin tức chính thức như thế nào về cái chuyến đi của Ngài ra Bắc. Cái điểm thứ hai nữa là nếu cái thông tin
mà của phòng thông tin Phật giáo phổ biến ra, nếu là đúng thì cái thông tin đó chúng tôi trong nước lẫn hải ngoại sẽ gặp khó khăn, tức là chúng tôi không còn cái bộ phận viện hóa đạo để coi như viện hành đạo, nó giống như hành pháp của đất nước Hoa Kỳ vậy, thì chúng tôi không còn người trong nước để chính thức làm việc với viện tân thống để tiếp tục điều hành và nhiều sinh hoạt Phật sự khác của giáo hội trên đất nước Việt Nam, mà qua đó chúng tôi ở hải ngoại có thể tiếp nhận và đồng thời cùng hợp tác để làm việc đem lại cái sự bình an, và đặc biệt là góp phần để đấu tranh cho dân, tiếp tục đấu tranh cho dân chủ tự do và cho tự do và nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Và tuy nhiên đại hội này đã khẳng định một điều là người Việt của chúng ta nói chung và người Phật tử nói riêng, và gọn lại là giáo hội của chúng tôi cảm thấy rằng chính trong hoàn cảnh khó khăn nhiễu nhương đó thì tất cả chúng tôi thành viên của giáo hội văn phòng 2 và hội đồng điều hành tại Hoa Kỳ qua đại hội này biểu tỏ một tấm lòng rất là sắc son và hết lòng để lắng nghe, để tiếp nhận và để hiểu những thông tin và để rút ra những cái sự phản ứng cần thiết để cùng với giáo hội mẹ trong nước, hội đồng lưỡng viện, viện tân thống và viện hóa đạo để tiếp tục điều hành công việc của giáo hội, để đưa giáo hội qua từng bước khó khăn của dòng lịch sử cận đại và cùng với dân tộc, cùng với các nhà đấu tranh, cùng với các tôn giáo bạn, cùng với các tổ chức vốn quan tâm đến cái vận mệnh của dân tộc do Việt Cộng làm khổ và Tàu Cộng sẵn sàng đi cướp đất, cướp biển và lấy thôn tính Việt Nam trở thành tỉnh lẻ của Tàu Cộng.